Có một chú cua ngon thì làm món gì đây ta? Muốn làm món gì thì đầu tiên cũng phải xào thật là sạch này, đem đi hấp chín và sau đấy thì gỡ phần thịt ra. Hôm nay mẹ Cam hơi khàn tiếng, mọi người chịu khó nghe nhé. Chú cua này tuy không lớn lắm nhưng mà rất là nhiều thịt và thịt rất là chắc luôn. Chuẩn bị nguyên liệu thì mình sẽ thái một củ hành khô, một ít rau lá. Rau hôm nay mình chọn rau mồng tơi, một quả cà chua nhỏ, bỏ hạt, bỏ vỏ đi và cắt nhỏ ra. Hôm nay mình sẽ nấu bún thì mọi người có thể chọn bún tươi hoặc là như mình là bún tươi sấy khô. Không dùng bún thì mọi người có thể dùng mì, dùng loại nào có sẵn trong nhà là được. Với loại bún tươi sấy khô này thì mình sẽ luộc chín bún, sau đấy thì cắt nhỏ sợi bún ra tùy theo khả năng ăn của bé. Bún này luộc lên thì như bún tươi mình mua trực tiếp ở ngoài chợ luôn. Bây giờ mình sẽ bắc một cái nồi lên bếp, cho một ít dầu gạo vào, phi thơm hành, sau đấy thì đổ cà chua vào xào. Bé trên 1 tuổi thì mẹ có thể nêm thêm một chút gia vị. Hôm nay thì mình nêm muối hồng. Con cua lúc nãy gỡ được từng này thịt thì mình sẽ dùng một nửa trước thôi. Thường nếu mà bận thì buổi tối mình sẽ hấp cua và gỡ thịt cua trước, sau đấy sáng ra thì chỉ cần nấu bún nữa là xong. Nước dùng thì mọi người có thể dùng nước dashi hoặc là nước lộ cà cho ngọt, còn nếu không có thì cứ dùng nước lọc thôi. Đun sôi nước dùng rồi cho bún vào, cho rau lá vào đun sôi nữa là xong. Rau thì mọi người có thể tùy chọn theo ý thích, tuy nhiên là tránh loại nào không nên kết hợp với cua nhé. Vậy là mình có một bát bún cua thơm ngon, hấp dẫn và đủ dinh dưỡng rồi. Đối với cua biển thì theo mẹ Cam thì mọi người nên cho bé ăn từ 8 tháng nhé.